Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh bất sở đặc biệt ngày hôm nay Hôm nay em chia sẻ với anh chị một miếng đất nằm ở đường nhựa ha Đường nhựa ở đây là khoảng 4m anh chị Trước hình mình á, mình di chuyển là 1km nữa sẽ đụng tới đường quyền 15 đó, về phải là về trung tâm thành phố Mỹ Tho, bên trái về tỉnh lộ 876 nha anh chị. Cái hướng đất mình á là hướng đông nha. Với ngang mặt tiền đường nhựa mình á là 16 m. À, sâu vô là 58 m anh chị. Từ cái vị trí đất mình á di chuyển về chợ trái cây Vĩnh Kim là 2 km nha anh chị. Còn cách trung tâm thành phố Mỹ Tho chạy xe 15 phút. Còn cách ở Sài Gòn là 80 cây số mới tới nha đường xá cũng rất thuận tiện ha anh chị đất mình này rất là cao gáo bằng phẳng anh chị đất mình khá là đẹp ha kế bên cái nhà biệt thự này anh chị cái cửa bằng inox nè ha đó, nhà rất là to đó, cái gào làm khoảng 3 mét đó anh chị đó đất mình là giáp tranh với cái nhà biệt thự này luôn còn cái hướng vị trí trước hình mình đó anh chị là di chuyển về hướng tỉnh lộ 86 mươi à, về phải là về ngay chợ trái cây vĩnh kim trường học thế giới động và nhiều tiện ích khác nha còn quẹo trái là về hướng ngã ba à, sông thận về tỉnh lộ 8 số 4 về khu công nghiệp bình đức về trung tâm thành phố mỹ tho anh chị cũng thấy đường xá rất là thuận tiện ha liên thông rất là nhiều xã nha anh chị rồi em di chuyển cái camera qua cái miếng đất cho anh chị xem nha anh chị thì miếng đất mình hiện tại thì trồng dừa và có hai ba cây chuối thôi đất mình rất là cao nha anh chị. Tương đối thấp hơn đường nhựa khoảng à, mấy tấc thôi chị ơi. Đây điểm quay ra giáp với bức tường này anh chị. Bức tường cái nhà thự này ha. Bức tường 3 m này là bên biệt thự nó xây nha anh chị, đây, đây là đánh giới luôn nha. Đó sâu vô là 58 m. Còn cái mặt tiền đường nhựa này là 16 m nha anh chị. Đất mình rất là cao anh chị thì trên đất mình đó thì được hai liếp nha mỗi liếp thì khoảng 5-6 mét đó anh chị rất là to đó tới cái canh bên trái cái màn hình mình nó có gào hết rồi đó, để quay qua anh chị xem anh chị nào mà con không thủy mà hợp hướng đông á là đây là thích hợp cho anh chị để cất nhà hay xe biệt thự nha đây là cái canh cuối cùng nè anh chị đó có gào hết rồi ha có ngang đường nhựa này là 16m sâu vô là 58m cái đường nhựa này kia bằng đường nhựa lầu me nha anh chị Nếu mà anh chị ở Mỹ Tho mình chạy xe đây là khoảng 15 phút nha rồi em tiến sâu vô phía sau đuôi đất luôn quay trực tiếp cho anh chị xem và cụ thể hơn ở cái chính giữa anh chị có cái mương này anh chị thấy không cái mương này khoảng mét hai đến mét rưỡi thôi rất là nhỏ nha mà rất là cạn nữa đó, người ta mần cỏ dục mấy cây chuối dưới thấy cũng rất là bằng phẳng luôn anh chị thấy không rất là cạn thôi nên mình mua quyến đất này đó nếu mà có anh chị em gì đó anh chị thì mình cắt được hai căn nhà nha anh chị hoặc 16 m thì mình cắt làm đôi thì 8 m dài vô 58 thì cái nhà cũng rất là tương đối rộng rãi anh chị được hai cái căn nhà luôn ha thì thích hợp đây là cho anh chị xây nhà hay là biệt thự hay là nhà nghỉ dưỡng hay là làm kho bãi cũng rất là thuận tiện tại vì cái đường nhựa này lưu, lưu thông về ở tỉnh lộ 8 số 4 về đường Nguyễn 35 về tỉnh lộ 876 đó, và nhiều xã khác nha đất mình thì sạch sẽ không có mò mã gì trên đất anh chị Đang quay trực tiếp anh chị cũng thấy rồi ha đất mình rất là sạch hiện tại thì gia chủ cũng mới mần một số cỏ này nè với mấy cây chuối nè nhìn cái đất mình rất là sáng ha thì quanh cái đất mình anh chị thấy không có ống nước á thì lúc trước gia chủ cũng đặt ống nước để kéo mình tưới mấy giường á bây à giờ thì không còn tưới nữa anh chị còn mới có ống ở dưới nè gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ ba nha anh chị giá này còn thương lượng chính chủ nha nếu mà anh chị nào có thiện chí mua liên hệ bên em để mình em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá cả để mình à, à, mua anh chị thì cái sổ hiện tại là đang nằm ở nhà luôn sổ hồng nha anh chị không có thế chấp hay là cầm cố ngân hàng gì hết nếu mà anh chị thương lượng được cái giá cả thì mình công chứng luôn mình không cần có cọc luôn giấy tờ thì gia chủ là bao giấy tờ cho mình nha anh chị mình không cần là bỏ chi phí tiền gì hết nha đất này là đất cây lâu năm nếu mà anh chị muốn lên thú cư á, thì bên em có à, hỗ trợ cho anh chị lên thú cư nha anh chị tại khu này á, thì em biết á, thì em hỏi sớm đây đó thì à, à, đất cây lâu năm làm cắt nhà được rồi mình không cần lên thú cư nha nếu mà anh chị có nhu cầu á, thì bên em hỗ trợ cho anh chị lên thú cư rồi đây là ganh cuối cùng nè anh chị đây bằng cái mí tường bên đây này anh chị đất mình nó nha đó dài bên kia là 16m còn thẳng lên trước cái đường nhựa là 58m nha anh chị đất mình thì đầu đuôi bằng nhau đất mình khá đẹp ha cái mương là bên của đất kia nha anh chị còn mình là bên đất bên đây nha đây có trụ nè thấy anh chị thấy không trước trong hình đó ha dừa này thì gia chủ cũng trọng khoảng mười mười mấy năm rồi anh chị trái rất là nhiều ha nếu anh chị về đây mua các nhà phía sau làm giường á, thì bó bón phân vô á, thì giường còn rất tốt nữa anh chị trái rất là sai ha thì mình trồng thêm một số cây như là mít nè hay là bưởi nha anh chị mình chen vô anh chị thì vừa này hiện tại thì hàng tháng thì gia chủ cũng hái bán á, thì hiện tại là giá là 90.000 là một chục anh chị trong thời điểm tháng 6 này nè này giá 2 tỷ 3 là giá này còn thương lượng chính chủ nha chị thì giấy tờ thì gia chủ sẽ bao giấy tờ cho mình luôn, mình rất là yên tâm mình không có bỏ chi phí gì hết. À, em xin nhắc lại cái miếng đất mình đó là ngang là 16, sâu vô là 58. Giá bán là 2 tỷ 3, giá này còn thương lượng chính chủ ha. Lên tổng diện tích là 928 mét vuông nha anh chị. Ở đây là vị trí là ấp Mỹ Hòa, à, xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ cái vị trí đất mình á cách như tiện ích như chợ Kim, à, trường học, ủy ban và nhiều tiện ích khác á chỉ là 2 km thôi, rất là gần nha. Rồi, em di chuyển lên đường nhựa em chạy ra cái đường Nguyễn 35 cho anh chị xem nha anh chị. Rồi, để em di chuyển lên cái xe máy xong rồi em chạy ra đường Nguyễn 35 để em chỉ đường vô cái miếng đất mình luôn cho anh chị nắm rõ hơn vị trí chính xác để mình coi và theo dõi để mình mua đây đầu tư hay là các nhà ở hay là xe biệt thự nha anh chị cái đường nhựa này là 4 m anh chị đường này kia bằng đường lậu me Đó, đường này cũng liên thông rất là nhiều xã nha anh chị đường xá thì rất là thuận tiện ha xe ô tô xe tải lưu thông trước đất mình luôn Đó, vị trí đây cũng rất là đẹp nữa di chuyển chỉ có là 1 km là tới đường quyền 15 mà anh chị còn không mất xa mấy nha nếu mà cô chú anh chị nào ở Sài Gòn á, mình di chuyển về đây là 80 cây số mới tới nha anh chị. Còn cách trung tâm thành phố Mỹ Tho, chạy xe 15 phút là tới rồi, rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ anh chị, có đèn đường luôn đó nha. Rồi em đã tới vị trí đường mươi 35 đây anh chị ơi, em xuống xe quay cho anh chị xem. Cái hướng về trái đó là về tỉnh lộ 86, và về phải là về à, hướng quốc lộc A ngay ba đồng hòa đó anh chị còn biểu trái là về hướng ngay chợ trái cây Vĩnh Kim luôn ở khu đó thì có tiện ích là trường học quỹ ban à, thế giới động và nhiều tiện ích khác nha còn cái hướng này đó là di chuyển về trung tâm thành phố Mỹ Tho nè anh chị 15 phút là tới ha rồi đến em kết thúc video quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất này thì liên hệ bên em để bên em coi trực tiếp và gặp chính chủ ha à, bác sản được biệt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi